ra xe của Đà Lạt, tán đầu tham quan đô thị của Đà Lạt. Một lần bạn đến đây bạn ghé qua được gì xem. Nhà ga được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt dài 84 km. Nhà ga đã được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nhà ga hiện đang là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt. Tuyến đường sắt duy nhất hiện nay nhà ga còn phục vụ, đó chính là tuyến thành phố Đà Lạt đến Trại Mát dài 7 km đưa du khách đến với Trại Mát và chùa Linh Phước. Các bạn hãy cùng mình tham quan một vòng ở nhà ga Đà Lạt nha. Đây chính là đường rày nè, còn sau lưng mình đó chính là những cái toa xe. Những cái toa xe này vẫn còn chạy các bạn. Mình sẽ chạy ít thôi, không chạy nhiều. Ở phía xa này chính là cái nhà ga. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có một vài cô dâu chú rể sẽ chụp hình cưới ở đây. Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo, có 3 mái hình chớp là cái cách điệu của 3 đỉnh núi Lang Biang và cũng là ba cái mái nhà rông Tây Nguyên.